Sáng nay, Quận ủy Sơn Trà tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 209 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo và chương trình hành động của Quận ủy Sơn Trà về thực hiện kết luận số 209. Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc và đầy đủ hơn đến cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò của quận Sơn Trà, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển của quận trong tình hình mới theo tinh thần kết luận số 209 chương trình hành động của quận ủy là khung định hướng những nhóm nhiệm vụ trọng tâm xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan thời gian lộ trình triển khai thực hiện đảm bảo khả thi phù hợp với thực tiễn của quận làm cơ sở để các địa phương đơn vị cụ thể hóa triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm xây dựng chính đúng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực vận dụng tốt các cơ chế chính sách tạo bước phá để quận có sự phát triển nhanh bền vững